Con nhỏ đó không dễ đối phó đâu. Không biết có cần tôi... Tôi mà không lo nổi một đứa con nít hay sao? Đừng lo lắng, tôi tự biết lo liệu. Mẹ đang nghĩ, con đã giúp Hào Trạch giải quyết rất nhiều khó khăn, vậy muốn tỏ lòng cảm ơn. Hào Trạch cũng nên đi gặp ba mẹ của con chứ. Dạ đương nhiên rồi. Ơ, ba mẹ con mở khách sạn 5 sao ở bên Philippines tên là gì vậy? Con xin lỗi. Cha mẹ ruột của tôi thì đã qua đời từ rất lâu rồi. Nhưng mà chồng chưa cưới của tôi còn chưa biết chuyện nhà của tôi, tôi cũng không nói cho anh ấy biết. Cho nên tôi mới cần hai người giúp đỡ cho tôi. Sau khi thành công, tôi sẽ báo đáp cho hai người. Ba, mẹ. Anh ấy là Hạo Trạch. Chào bác ơi. Chào bác ơi, rất vui vì gặp được con. Bác là ba của Tâm Nghiên. Đi đường mệt lắm đúng không? Cũng được, không sao. Con gái cưng của ba vất vả quá. Con vẫn khỏe, Hạo Trạch rất tốt với con. Đêm cực thân mọi người rồi. Biểu hiện cho tốt vào, đừng để lộ ra bất cứ biểu hiện nào không tự nhiên. Để tôi phụ cho mệt cậu. Muốn chết luôn. Được rồi, tôi biết rồi, đi. Bé Nhị Nhị đây cũng rất là giống Tâm Nghiên nhà tôi lúc còn nhỏ. Nhìn vào cứ tưởng đâu hai đứa là mẹ con ruột không đó. Vậy thì tốt quá còn gì. Nhị Nhị nhớ mẹ lắm. Con không muốn mẹ kế đâu. Con không muốn dì ấy là mẹ của con. Con không muốn. Nhị Nhị đừng khóc nữa. Nếu như con không muốn thì dì sẽ làm gì của con suốt đời vậy? Chỉ làm gì của con thôi. Như vậy được rồi đúng không? Con chịu không? Nhị Nhị ngoan nha. Con đừng khóc nữa. Không được khóc. Khóc cái gì mà khóc chứ. Nếu con còn khóc nữa, dì sẽ quăng con ra ngoài. Đã nói đừng khóc nữa, sao còn khóc nữa chứ. Tâm Nghiên, có con nhỏ đó ở đây, đám cưới của cô có suôn sẻ không? Theo như tôi thấy, con nhỏ đó không dễ đối phó đâu. Không biết có cần tôi... Tôi mà không lo nổi một đứa con nít hay sao? Đừng lo lắng, tôi tự biết lo liệu. Mày khóc nữa đi, khóc nữa đi. Nếu mày còn khóc một lần nữa, tao sẽ đưa mày vào cô nhi viện, để cho ông bà nội mày không tìm được mày. Mày nghe rõ chưa?